Hello, xin chào tất cả các bác. Em Ngọc Quang, Bắc Giang. Xin được lên sóng buổi sớm ngày hôm nay, ngày mùng 2 các bác nhá. Mùng 2 âm lịch, tức ngày 11 tháng 3, 7 giờ 19 phút. Giới thiệu với các bác anh một lô sản phẩm loa full bát 40, hàng bãi xịn các bác nhá. Đấy, hàng về nguyên chất bãi này, vẫn còn cái mặt vích hần treo đấy các bác nhá. Đây này. Đấy, bụi bẩn các bác nhá. Nhưng mà lô đẹp lắm các bạn. Đây là theo thời gian này thì nó bẩn thế này các bác nhá. Đây này. Đấy các bác nhá, hàng bãi xịn đấy các bác. Đây. Sau em sẽ cho anh em tháo hết ra giặt lưới này. Rồi vệ sinh. Cái này nó được sử dụng bát 40, ngoài lưới sắt và trong con lỉ này. Đấy, trong lỉ cho nên là loa này rất là mới các bạn. Lô này nó còn rất đẹp luôn. Mời các bác xem và chiêm ngưỡng luôn nhá. Cái nào mình bên em đang tháo ra để cho các bác chiêm ngưỡng cái nội tạng, cái ruột gan của cái cặp loa Zep Mali này. Đấy, cặp loa Đức các bạn. Đây này. Các bác cùng xem nhé. Em mời các bác xem thông số đằng sau này. Máy ấy, giữ của anh ấy này. Úp rồi. Đấy. Đây các bác ơi. Đấy, Zep Mali nhá. Đây. Đấy, Zep Mali này. Bụi. FH15. Đấy, 600W này. Công suất là trợ kháng 8 ohm các bạn. Đấy, 1 cộng 1 trừ, đây là ký hiệu tín hiệu vào, đấu 1 cộng 1 trừ. Nó có cổng lai sang. Các bác lai sang này thì cắm đường vào, tín hiệu vào cũng được mà đây vào cũng được. Đây là link sang loa khác. Cực kỳ là chất các bạn nhá. Dòng loa của Zep Mali. Và đây ruột gan của nó đây các bác ơi. Dòng loa này thì các bác có thể sử dụng cho gia đình và sự kiện, đánh thoải mái các bác nhá. Đây các bác thấy củ tép rồi. Úi, nào rồi. Đấy, nó chỉ bụi một chút thôi các bạn. Được sử dụng củ tép từ 17. Bác tháo cái côn này cho các bác xem. Đấy. Bát từ 220, nghĩa là 22 cm. Côn là côn 100 các bác nhá. Đấy. Ui ôi. Lặng lắm các bạn. Em giữ của anh ấy. Cầm mấy bát nghiêng để cho các bác xem. Đấy. Côn 100 nhá các bác nhá. Đấy, các bác thấy đã chưa? Cái dầu của nó này. Đấy, nó sáng sáng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nhìn sướng chưa? Nhìn cái keo zin nó này. Đấy, dầu gì của nó xuất sắc chứ. Chiếc nào như chiếc nào nhá. Sau em sẽ cho anh em tháo hết ra. Ui dồi ôi, nó gần như là mới các bạn ạ. Đây, gần xếp nhá. Ba lớp này. Màng chống ẩm nhá. Cái này không ngòi thì dập mới cả ẩm. Các bạn nghĩ của nó mỏng mỏng sờ sướng. Côn 100 nghĩa là côn của nó 10 phân. Gọi là côn 100. Lô loa này đẹp gần như là mới các bạn. Họ đây còn dính này. Đấy. Họ sử dụng chắc chỉ độ tầm độ 6 tháng đến 1 năm là cùng bên nước ngoài. Mà thậm chí gần như họ dùng ít lắm. Không phải dùng nhiều đâu. Ở đây mời các bác xem nhá. Đấy. Em nhìn cái từ nó sướng các bác. Sắc. Nhìn cái phay, cái độ phay từ nó khôn thế này các bạn. Em úp xuống thì nặng. Đấy, đây này. Đấy, đây này, nó có cả tem của đằng trước đằng sau đều cùng một mã nhá. Đây này, của hãng này. Đấy, nó gọi là loa của thương hiệu K. Tên là K. Đây này, đầy đủ là đây nhá các bác nhá. Đây này. Chen Sun Show. Loa có chữ K, thương hiệu của Đức, Zep Mali. Các bác đây. Rồi, tiếp tục đến cái tép này. Từ khiếp cồn các bác thấy nó. Ui giời. Em nhấc xuống cho anh quay phân tần cho các bác. Đấy, gáo rồi. Gáo nhôm. Bọc đồng. Bọc đồng nhá các bác nhá. Đây này. Không ngon gì. Không ngon gì oxy hóa gì à. Sắt xì các bác nhìn sướng. Kiểu như là những cái dòng loa chuyên nghiệp.
kiểu dòng loa nó nghe nhạc đắt tiền nhìn sướng không cơ. Đấy, 7 màu nhá. Em cẩn thận đặt đây, em cần lót cái rẻ lau. Đi, đây, côn là dây dẹt nha các bác nhá. Đấy. Nhiều anh em bảo đây nó dây nhôm nhưng nó là kim loại. Đây không phải dạng dây đồng, dây dẹt, dây kiểu cao cấp ấy các bạn. Nó đưa một chất âm rất hay. Cái dây côn này nó giống kiểu dạng dây côn của thằng một số dòng như JBL. Đấy. Dây cao cấp, dây dẹt nha các bạn. Cực kỳ là đẹp các bạn. Đấy, tuyệt hay luôn. Côn này là côn hình như là côn 7,5 hay 7,2 đây này. Đấy, côn tép cực kỳ là to, đã nha các bạn nhá. Cực đã luôn. Cái này các bác dùng sự kiện. Đấy, hoặc dùng gia đình, một cặp loa này hát hò đã lắm các bạn. Đây, và cùng xem bên trong này, cái bông tiêu âm này là đặc trưng của Đức này. Đấy. Bông này nó dùng chung cho B3 nhé các bác nhé. Dày uịch luôn. Thùng gỗ nha các bác nhé. Cái này các bác cầm búa gõ thoải mái luôn. Đấy, lứa kia không lo thì. Đây, phần tần đây. Toàn tủ cao cấp này, chở này. Quận cản này. Nhìn nó sướng mắt này các bạn. Bông tiêu âm dày uịch luôn. Đã chưa các bác? Nói nhìn cái cặp loa này em thấy rất là đã bưng. Đây. Ốc chôn ren nhá. Chôn ren này. Đó. Xoáy sướng lắm ạ, rất nhẹ. Thùng sơn này. Cái hàng ngoại các bác thấy sơn sần nó dày uịch luôn này. Nó là cực kỳ là khó chảy xước nhá. Vận chuyển về nó chỉ gọi là đây này, hơi xước một tí do vận chuyển. Đấy. Nó dày uịch mà. Siêu khủng. À, dây loa to đùng các bạn. Làm cái gì thừa. Đấy. Dây đựng tép này. Khiếp chưa? Siêu bền, một từ siêu bền luôn. Siêu khủng trên cặp loa này. Vâng. Với cặp loa này bên em có mức giá rất là yêu thương. 13,5 triệu. Các bạn. 13,5 triệu đồng thôi. Nghĩa là 13.500.000 rất rõ nhé. Bán 4 tấc khủng khiếp này. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy 0975962167 và 0963179989. Và em cũng chia sẻ thêm với các bác, những cặp loa này thì các bác dùng những con đẩy tầm như 600W một kênh là nó phát huy hết công suất và đánh rất là đã các bác nhé. Ví dụ như con máy như LA600 này, những con Audio Center 600 này, rồi thì 600 LA600, những con Q6 trở lên, từ tầm đó trở lên thì các bạn đánh đã đời luôn các bác ạ. Đánh sướng lắm các bạn nhá. Đối với cặp loa này, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.